hay là con người báo? À, đúng rồi. Sáng nay lúc em qua phòng, thầy Thảo đang gọi điện cho một con bé ở Mường Kim. Đã đi trốn còn gọi điện cho gái thì có chết không cơ chứ. Hồi đó giờ nó có thường rủ cậu đi nhậu không? Dạ cũng ít lắm, tại em với anh Lâm chơi không thân lắm. Vậy là có mùi rồi. Dạ. Việc cậu nói vừa rồi á, nhẹ là bị ghét, bị la mắng, còn nặng là bị kỷ luật vì để lộ bí mật công tác. Cậu hiểu chưa? Tôi dự cảm trận này to hơn mọi hình dung của chúng ta. Còn về việc xóa tụ điểm vũ trường Hoàng Hôn theo đề xuất của Hưng Hòa, tôi đồng ý. Các anh trình bày kế hoạch của mình đi. Bắn nhau! Bắn đèn sáng! Anh tên là gì? Tôi tên Lâm Vũ Huy. Tức là Huy Ạc đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi phát hiện vũ trưởng của anh có sử dụng chất cấm. Anh nghĩ sao về chuyện này? Đứng im! Ghen hả mày? Mấy thằng đi tam giác vàng đã về chưa? Đêm hôm qua. Hàng đã vào kho hết chưa? Ông yên tâm, không có vấn đề. Ok, rồi đi. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai chắc đối rồi nhận hai tìm mình trong cơn mưa đau vẫn ngước mắt cùng người đầu dù dòng đời cuộn trong phong